Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu diễn ra vào hôm qua, các nhà lãnh đạo đã dành sự tôn vinh nồng nhiệt cho Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một đoạn video kéo dài 2 phút ghi lại những điểm nhấn và đóng góp to lớn của bà xuyên suốt gần 16 năm và 107 hội nghị của EU trên cương vị Thủ tướng Đức đã được trình chiếu trước thềm phiên họp. Bà Merkel cũng đã được tặng một món quà lưu niệm hình tòa nhà trụ sở Liên minh châu Âu, nơi những quyết sách quan trọng chung của khối được thảo luận và nhất trí. Phát biểu tại sự kiện có lẽ là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của bà Merkel tham dự trên cương vị Thủ tướng Đức. Lãnh đạo các nước thành viên EU đã bày tỏ sự xúc động và tri ân đối với nữ lãnh đạo 67 tuổi. Hồi tưởng về những khó khăn mà Liên minh phải đối mặt vào tháng 7 năm 2020, khi các tranh luận về khuôn khổ tài chính và quỹ phục hồi chung dường như rơi vào bế tắc, Tổng thống Litva Gitanas Noceda nhấn mạnh bà Merkel chính là nhân tố hóa giải những bất đồng. Thủ tướng bị Alexander de Croo đánh giá cao di sản và khả năng trèo lái EU vượt qua sóng gió của bà Merkel, trong khi Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ca ngợi năng lực ngoại giao hiếm có của nữ lãnh đạo người Đức. Tôi đã có 8 năm làm việc với Thủ tướng Merkel. Nhiều người không biết rằng Angela Merkel là một cỗ máy đàm phán. Bà đã kết nối chúng tôi và tìm ra lời giải cho những tranh luận căng thẳng không hồi kết. Tôi, Luxembourg và châu Âu sẽ nhớ Thủ tướng Merkel rất nhiều. Mặc dù không giấu nổi sự tiếc nuối trước việc Thủ tướng Angela Merkel rời nhiệm sở, các lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Đức có thể tiếp tục giúp Berlin giữ vai trò then chốt trong tiến trình gắn kết và xây dựng một EU ngày càng tiến bộ hơn. Trong tuyên bố ngày 22 tháng 10, Thiếu tá lục quân John Rixby, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, CENCOM, cho biết Máy bay không người lái MQ-9 đã thực hiện cuộc không kích tiêu diệt Abdul Hamid al người được coi là thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda. Theo ông Rixby, việc loại bỏ al sẽ phá vỡ khả năng của tổ chức khủng bố này trong việc lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công toàn cầu, đe dọa các công dân Hoa Kỳ, các đối tác của Hoa Kỳ và những dân thường vô tội. Nơi xảy ra cuộc không kích nằm ở Suluk, một thị trấn ở phía bắc gần biên giới với thổ nhĩ kỳ. Suluk, giống như các khu vực khác mà Al-Qaeda hoạt động ở Syria, không thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Damas. Khu vực này được kiểm soát bởi các chiến binh từng được Hoa Kỳ và các đồng minh hậu thuẫn, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ cho rằng Al-Qaeda sử dụng Syria như một nơi trú ẩn an toàn để tái thiết, phối hợp với các chi nhánh bên ngoài và lên kế hoạch cho các hoạt động bên ngoài và sử dụng Syria như một cơ sở cho các mối đe dọa xâm nhập vào Syria, Iraq và hơn thế nữa. Đây là cuộc không kích thứ hai được Lầu Năm Góc thực hiện nhắm vào một thủ lĩnh Al-Qaeda ở Syria kể từ tháng 9. Lầu Năm Góc đã triển khai một cuộc không kích vào ngày 20 tháng 9 ở thành phố Idlib nhắm mục tiêu vào một thủ lĩnh cấp cao khác của Al-Qaeda. Theo Reuters, vụ không kích tiêu diệt Abdul Hamid Al-Mata diễn ra chỉ hai ngày sau khi một tiền đồn của Hoa Kỳ ở khu vực chiến lược Tanf, miền nam Syria, giáp biên giới với Iraq và Iran bị tập kích một quan chức cho hay, vụ tấn công nhiều khả năng do máy bay không người lái thực hiện và còn quá sớm để kết luận tổ chức nào đứng sau. Hoa Kỳ thành lập nơi đồn trú ở Tan ban đầu nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo IS khi nhóm này nắm quyền kiểm soát miền đông Syria giáp với Iraq. Tuy nhiên, khi IS bị đánh đuổi, cơ sở này được coi là một phần trong chiến lược lớn hơn của Washington nhằm kiểm soát ảnh hưởng của quân đội Iran trong khu vực hiện là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Hoa Kỳ ở Syria, bên ngoài khu vực miền Bắc do người quốc kiểm soát. Mặc dù các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Hoa Kỳ tại đây không phổ biến, nhưng Washington cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn thường xuyên tập kích lực lượng ngoại binh bằng máy bay không người lái và tên lửa ở miền đông Syria và Iraq. Theo tin tức từ kênh 12, trong một cuộc họp mới đây mà tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF Aviv Kohavi, tổ chức tại văn phòng của mình. Tướng Kohavi đã ra lệnh cho lực lượng không quân tập luyện cường độ cao để mô phỏng một cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân của Ivan. Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ các quan chức quân đội Israel liên quan đến thông tin trên. Hôm 18 tháng 10, kênh 12 đưa tin rằng chính phủ Israel đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ để quân đội chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân Ivan. Số tiền 1,5 tỷ đô la Mỹ này dùng để trang bị các loại máy bay chiến đấu, máy bay không người lái UAV trinh sát và vũ khí chuyên biệt cho cuộc tấn công nhằm vào hầm ngầm kiên cố dưới mặt đất. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khẳng định khoản tiền bổ sung là cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào các địa điểm hạt nhân của Iran. Tướng Kohavi từng thông báo IDF đang chuẩn bị kế hoạch mới cho một chiến dịch quân sự mạnh tay, đồng thời cho biết tiến trình hạt nhân của Ivan thúc đẩy IDF đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch với khoản ngân sách mới cho điều này. Hoạt động diễn tập của IDF được đẩy mạnh sau khi không quân Ivan đã khởi động cuộc tập trận người bảo vệ bầu trời Velayat 1400 vào ngày 21 tháng 10 nhằm kiểm tra khả năng của không quân Cộng hòa Hồi giáo. Cuộc tập trận sử dụng các hệ thống và vũ khí nội địa, bao gồm bom thông minh hạng nặng và bán hạng nặng, tất cả các loại tên lửa laser, tầm nhiệt, radar, tên lửa. Các máy bay chiến đấu F-4, F-5 và F-7 của Ivan cũng như các máy bay Su-27, F-14, Mirage F-1 và MiG-29 đã tham gia cuộc diễn tập này. Lực lượng không quân của quân đội Ivan cũng thể hiện khả năng của mình trong cuộc tập trận trên không quy mô lớn, bao gồm đánh trúng mục tiêu bằng tên lửa phòng không Yasin-90 cây nhà lá vườn và các tên lửa sản xuất trong nước. Theo Press TV, tư lệnh không quân Ivan, chuẩn tướng Hamid Vahedi nói rằng, khả năng chịu đựng tầm xa của các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran bên ngoài phạm vi phòng thủ của họ. Độ chính xác của bom và tên lửa trong các cuộc không kích cũng như giám sát khu vực hoạt động sẽ được đưa vào thử nghiệm trong các cuộc tập trận. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày tại Bruxelles, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ không chi tiền cho việc xây dựng hệ thống hàng rào dây thép gai hay bất cứ bức tường nào để ngăn chặn dòng người di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Thật vậy, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về cái gọi là cơ sở hạ tầng. Tôi khẳng định rằng có một lập trường chung lâu nay trong Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu là sẽ không có hàng rào dây thép gai và những bức tường. Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Litva, Gitanas Noseda cho biết, cần phải có một hàng rào vật lý để bảo vệ EU trong ngắn hạn khỏi dòng người di cư từ Belarus. Nhiều nước EU cáo buộc Belarus khuyến khích dòng người di cư để trả đũa các lệnh trừng phạt mà liên minh này đã áp đặt lên Minsk sau cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020. Trong khi đó, Belarus đổ lỗi cho EU về cuộc khủng hoảng nhân đạo xảy ra ở biên giới của họ. Tuần trước, cảnh sát Liên bang Đức cho biết Tính từ tháng 8 đến nay, số người nhập cảnh vào nước này từ Belarus đi qua Ba Lan đã lên tới hơn 4.300 người, tăng mạnh so với con số chỉ 26 người trong 7 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, Đức tuyên bố không xem xét việc đóng cửa biên giới với Ba Lan để ngăn chặn dòng người di cư này. Vấn nạn người di cư đã trở thành cơn đau đầu của các nhà lãnh đạo các nước thuộc EU. Từ đầu năm nay, những người di cư từ Iraq, Syria, Afghanistan, Pakistan, Châu Phi đã tìm được một con đường vào EU tương đối ít nguy hiểm hơn là vượt địa Trung Hải. Đó là đường bộ từ Belarus tới Ba Lan, Litva và Latvia. Nếu như EU không tìm được cách giải quyết thỏa đáng trước khi mùa đông tới thì tình trạng những người di cư đang cố thủ tại các khu vực gần biên giới với Belarus sẽ rất tồi tệ. Liên minh châu Âu đã thắt chặt các quy định về tị nạn và các biên giới bên ngoài của khối kể từ khi một nửa triệu người tị nạn và di cư đến châu Âu qua địa trung hải cách đây 6 năm, đồng thời thiết lập các thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Libya để người di cư ở lại nơi khác trên các tuyến đường toàn cầu.